Sao anh hả? Chỉ đuối gì vậy? Tôi nhìn cái đôi giày này mà tôi xót thương nó. Sao sao? Cái gì vậy? Gãy cổ hả? À, mới cũ quá. Ê tối bị đi đi con nhỏ nào bẻ cổ hả? Không. Bớt đi, mình khiêm tốn mà đi, dù cho mình có không có do vợ hay chăng nữa mình cũng đừng có dạng cái gì để cái đặt cái chữ gái lên hàng đầu là không có được, hiểu không? Bây giờ thấy kiểu như là tối cũng đừ lắm, nhừ lắm nè. À, sao này, tình hình sao đó nghe? Nghĩa là cái mẹo mà lúc trước mà ông nói là cái đôi giày da đúng không? Ừ. Mình nhúng nước mình chà rửa là nó sẽ hư. Đúng rồi. Nó sẽ làm mất cái màu da với lại là nó bung 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 keo. Đúng, mình lấy vỏ chuối mình chà lên là ok. Hoặc là mình lấy dầu gió mình chà lên là ok. Đặt trường hợp không có dầu gió và vỏ chuối. Dầu gió nhà cũng có. Dẫn qua nhà tôi có đâu. Chuối nhà em mà chả có cái chuối, nhà đất vườn không có cái chuối. Ủa chú chín hả ông nội? À chú chín rồi, chẳng lẽ mỗi lần đi ăn về phải chạy ra mua trái chuối. Anh cứ làm khó em nữa. Bây giờ ví dụ đặt bao trường hợp nha. À. Ông có còn cách nào không để tôi làm để đi đám cưới này? Nếu mà hai cách đó không có nữa, bây giờ chỉ có một cách nữa là anh lấy anh em một trái bưởi á. Trái bưởi nó cũng có giúp là làm bóng giày và làm sạch giày rất là hay. Bưởi thì nhà tôi lúc nào không có. Anh lấy bưởi đi. Anh lấy bữa đi, em chỉ anh một cái mẹo rất hay, anh lưu lại sẵn ngày dùng nha. Giày gì mà thì da bữa nhà tôi là cỡ này không á, ông thấy bự không? À bự, trời ơi à, bữa nhà tôi là cỡ này không á, chứ còn cái kiểu mà bưởi tự tự làm chính bưởi của tôi mà vừa đẹp à. Ừ. Chứ bữa ngoài kia là nó thứ nhất là nó to với nó mềm. Mềm đúng rồi, mềm đó, nhỏ mềm nữa à. Đó to à. Thì nó mềm mà nó nhỏ, còn này là vừa luôn, cứng á. Mấy nhân cái này em khuyên nè, giày da nguyên thủy sẽ đẹp hơn, sẽ hay hơn nha. Giày tốt mà nói gì ta. Giày này anh đánh xì rồi. Anh đánh rồi hả? Ừ, nhìn cái màu là biết đánh xì rồi. Vậy cửa hàng bán tàu lao cho tôi rồi. Anh đánh xì mà anh không nhớ mà sao mà cứ đánh tàu lao. Rồi kệ không sao đâu, nhưng mà tôi khuyên là giày da còn nguyên thủy càng tốt nha. Các bạn đừng nên đánh xì. Nói chung là làm mẹo đừng nên đánh xì. Nếu mà anh đánh chuối cũng được, đánh dầu gió cũng được. Thôi làm đi, anh cắt ra. Cắt ra đúng không? Anh cắt ra. Cắt trái dạ. Ừ. Lấy vỏ. Cái vỏ hả? Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đánh bóng giày bằng vỏ bưởi. Ngoài chuối ra, ngoài dầu gió ra, chúng ta sẽ áp dụng vỏ bưởi cũng rất là hay nha. Mọi người hãy lưu lại áp dụng trong trường hợp nào thì áp dụng nha. Ủa sao cái bưởi này nó à cái bưởi này bưởi nhà tôi à... trồng mấy vỏ thôi. À bưởi này tuy cứng à, bưởi này chơi hàng đồn rồi, thua. Thì ra cái thực chất của vỏ bưởi này chỉ bằng cái chanh. Thua. Ăn chắc mặt bền đúng không? Ăn chắc mặt bền đó cho chứ ngại. Được cái vỏ bề ngoài. Ừ. Rồi. Ok, bỏ qua bên đi. À, anh lấy anh bóp anh lấy cái này thì được mà. Anh bóp vô. Ừ. Ừ, anh bóp. Này. Chết này, bữa này không có nước luôn chứ. Không có nước. Bữa không có nước rồi. À, ok. Không có nước, bữa này không có nước. Này có nước nè. Đó đâu quá chừng nước nè. Đó anh chà lên. À, gì lấy cái này được không? À cũng được. Tính ra nha, do cái bữa này không có nước. Bạn lấy cái bưởi nào mà bưởi có nước á, các bạn xịt cái lớp mà lớp dầu này lên cái mặt giày, rồi các bạn lấy đập cái ngược lại, các bạn rửa, tôi đảm bảo bằng đó. Nói chung là do bưởi tôi nó cứng, tôi bóp nó cực chứ bóp nếu mà chịu khó mình bóp là nó ra hả? Đó. Anh cứ bóp rồi anh quay lại anh lau lên. Em đảm bảo là chiếc giày da của anh là luôn lúc nào nó cũng sáng, không cần phải đánh lơ gì cho nó tốn tiền. Ta gọi là đánh giày bằng tinh dầu bưởi. Đánh dầu bằng tinh dầu bưởi rất là hay. Đánh xong cái mình lấy cái này xuống cái mình chà đúng không? Ừ. Cái mẹo này anh không dừng, không cần phải dùng lơ đâu. Mua lơ chi cho nó ấy. Cái này nó bóng sáng như em mới luôn. Ngoài bỏ chuối ra cái này còn hay đó. À, mọi người nha, đây là một cách làm đánh bóng giày da rất là hay nha. Mọi người ngoài dùng chuối hay là dầu gió, mọi người có thể dùng tinh dầu bưởi, cái mọi người bóp vô rồi mọi người lật lại cái đầu bưởi, mọi người chà lên, tôi đảm bảo 100% giày da của các bạn lúc nào cũng bóng và láng hết. Ê, vậy mình lấy cái tay này mình bóp nó. À, cũng được, anh làm sao không được, mới sao có tinh dầu bưởi bám được rồi. Trời, nó bóng ông nội vậy. Nếu mà anh dùng cái mẹo này anh đỡ phải tốn tiền anh mua cục lơ, với lại anh chà lơ nó cực. Anh xài cái tinh dầu tự nhiên nó hay hơn. Mà nó có hư không? Không hư được đâu, không hư được. Nó bạc không? Không bạc đâu. 100%. Nếu anh mà... cứ làm theo cái này anh đảm bảo dày anh không cần xài lơ. Thiệt luôn. Nếu mà nó bạc là không được cái tôi đó. Không có bạc đâu, anh không bạc đâu. Em chỉ là không có. Rồi vậy ok em ha. Cảm ơn anh. Đây là cách tôi hướng dẫn cho các bạn cách đánh bóng giày da bằng tinh dầu bưởi rất là hay nha. Đây là thêm một cái mẹo mũi nó mới về nha. Cho ông nè. Đâu ra chui ra vậy? Ôi sao có con sâu đâu đó vậy? Trời ơi. Cho ông đó để tôi vô tôi đánh bóng cái này thì tôi chị tôi đi đánh đây. Rồi. Nãy còn cách nào nữa thì bình luận ở dưới nha.